Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, đây là dòng xe Mazda CX-30, dòng xe thuộc phân khúc SUV, gầm cao 5 chỗ cỡ nhỏ, được nhập khẩu từ Thái Lan, đa dụng cực kỳ ăn khách của nhà Mazda. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2024, em xin phép được chia sẻ với quý anh chị và các bạn các chính sách giá bán mới nhất, các chương trình ưu đãi khuyến mại tốt nhất về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, bảo hiểm cạnh tranh nhất. Trong cùng phân khúc thì Mazda CX-30 đang cạnh tranh với một số đối thủ như là Kia Seltos hay là Toyota Corona Cross. Với hai phiên bản để quý anh chị lựa chọn, bao gồm phiên bản Mazda CX-30 2.0 Premium và 2.0 Luxury. Thì ngay sau đây, em xin đi vào chia sẻ chi tiết lăn bánh từng phiên bản cho anh chị nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe Mazda CX-30 thì sẽ có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị và các bạn thì anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh chị nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ phiên bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 739 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì cũng không có gì thay đổi so với thời điểm trước em chia sẻ. Nhưng em xin phép được chia sẻ lại để cho những anh chị nào mà chưa biết đến giá tốt ở kênh của em thì sẽ có thể nắm được. Anh chị nào mà biết rồi thì có thể xem lại, không thì vui lòng bỏ qua video giúp em. Hiện tại cái chính sách giảm tiền mặt của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu, vẫn tặng gói phụ kiện cơ bản chính hãng của nhà máy, bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm cháy sàn và một bộ lắp cốp. Và em sẽ tính tổng lăn bánh để anh chị có thể hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 849 triệu, trả góp là 238 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 836 triệu, trả góp là 220 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 823 triệu, trả góp là 202 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh chị có thể tự đi đăng ký, như là tiền lệ phí trước bạ, tiền biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm chi phí đăng ký chọn gói. Hiện tại cái bản 2.0 Premium này thì bên em đang sẵn một số xe có thể giao ngay. Anh chị cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em ạ. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ bản thứ hai, đó là bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Hiện tại cái chính sách của bên em thì đang hỗ trợ giảm tương đối là sâu về tiền mặt, kèm gói quà tặng phụ kiện cơ bản, bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm cháy sàn và một bộ lắp cốp. Vậy thì em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh chị có thể hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 802 triệu, trả góp là 225 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 790 triệu, trả góp là 208 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 776 triệu, trả góp là 190 triệu. Vừa rồi em đã chia sẻ rất là chi tiết, cụ thể cho anh chị về giá xe, về khuyến mại, quà tặng và tính tổng lăn bánh của tất cả các phiên bản của dòng xe Mazda CX-30 ở thời điểm ngày 23 tháng 3 năm 2024. Còn anh chị nào mà muốn có giá tốt hơn, giá cạnh tranh hơn và giá chi tiết thì anh chị vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại ở trên màn hình để em gửi cho anh chị bảng giá lăn bánh chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh chị vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video tiếp theo.